Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình đang đứng trước cổng của công ty Tân Hiệp Phát, thưa quý vị. Đó, công ty sản xuất nước Number One ha. Đó, phía trước cổng nó có cái con hai con sư tử đá rất là đẹp ha. Và đây thì hiện tại thì mình thấy là họ đang tuyển dụng. Đó, thì mình sẽ thông tin cho mọi người biết ha. Thứ nhất là họ đang tuyển dụng đó là lao động phổ thông, gồm 50 người, đọc viết tốt, nam. Yêu cầu của họ là nam, sức khỏe tốt, từ 18 cho tới 35 tuổi, và cái mức thu nhập mà khá là ổn định, từ 9 đến 10 triệu ha. Và thứ hai đây là họ đang tuyển dụng đó là tài xế container 30 người. Tài xế thì yêu cầu phải có bằng FC và sẽ khoan chuyến, thu nhập là từ 25 triệu cho tới 35 triệu. Wow, một mức thu nhập khá là hấp dẫn ha. Và có lương tháng 13, rồi có thưởng thâm niên, hiệu quả công việc và tăng lương hàng năm. Ngoài ra thì có ăn sáng này, ăn trưa tại công ty, rồi có quà tặng sinh nhật, quà tặng lễ Tết vân vân. Rồi chế độ bảo hiểm thì đầy đủ ha quý vị ha. Thì nếu như mà quý chị nào đang có nhu cầu tuyển dụng để đi làm thì có thể liên hệ theo cái số điện thoại là 0898 765 124 của anh Giang, hoặc là số 0937 263 754 gặp anh Cẩn. Địa chỉ ở đây là 219 Đại Lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương ha mọi người ha. Đó, đây là mình đi và mình thấy cái thông tin tuyển dụng này thì đăng lên cho mọi người. Nếu như mà anh chị em nào mà có mong muốn làm việc ở cái khu vực mà gần đây thì có thể là liên hệ tại cái thông tin mà mình đã đăng ha. Rồi, xin chào và tạm biệt mọi người nha. Đây, ngay trước cổng của Tân Hiệp Phát là cái Đại Lộ Bình Dương ha mọi người ha. Phía trước kia đó chính là cái trạm thu phí mọi người, đi ngược lại theo hướng Sài Gòn. Bên tay phải là đi hướng về Bình Dương nha. Đây, bên tay trái thì là về hướng Sài Gòn. Cho nên nếu như mọi người không biết cái địa điểm ở đây thì mình có giới thiệu sơ qua như vậy. Ngay trước là Đại Lộ Bình Dương đó quý vị ha, công ty Tân Hiệp Phát. Đó, phía trước đây thì nó có hai cái con sư tử đá ha. Đó. Và mọi người cứ tới đây thì mọi người sẽ thấy cái bảng thông báo tuyển dụng ha. Rồi thông tin cho mọi người biết, nếu như có nhu cầu làm việc tại đây với mức thu nhập thì mình đã thông tin qua rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.